sạch cái đầm lầy này. Chiều ngày mai, ngày 18 tây, 4 giờ chiều ngày mai là kết thúc 45 ngày waiting period. Đúng rồi. Thì ông giám đốc an ninh quốc gia sẽ công bố kết quả của cuộc điều tra về cái cuộc bầu cử này, quý vị. Và như nãy mình sẽ có nhắc tới là khi mà mình sẽ đặt hết niềm tin nơi ông Donald Trump là cái người lãnh đạo quốc gia này, thì dầu cho ai có nói ngã nói nghiêng, vì Vâng, sao vẫn giữ cái niềm tin. tôi Tại cũng sao? vậy Tại à, sao luôn ông luôn. Donald Trump, ông đã nhìn thấy cái sự kiện này, ông có cái plan A, ông có cái plan B và ông có cái plan C. Tại sao là năm 2018 ông đã ký cái sắc luật 2018 là sắc luật 18348, là nếu mà có bằng chứng của một cái cuộc bầu cử gian lận và có dính líu tới người trong ngoài nước thì ổng có quyền execute cái order là tổng thống của ổng để mà đưa quân đội vào cuộc. Tổng thư lệnh, ok. Là tổng tư lệnh. Cho nên đó là ngày mai sau 4 giờ chiều Coi ngày thử 18 tây thì cái nhiều cái ván bài sẽ lật lật ngửa lên quý vị. Chúng ta sẽ có nhiều phim hay để xem. Vâng, Chris sẽ an tâm cho quý vị như thế nào nhé. Những quý vị nào mà đã cùng với Chris Phan, cùng Michelle và Dina Nguyễn đó, lâu nay chúng tôi rất là vững niềm tin và bây giờ vẫn là vững niềm tin. Chưa bao giờ lung lay niềm tin của Chris là Tổng thống Donald Trump sẽ tái đắc cử nhé. Thì bây giờ quý vị hãy vững niềm tin nhé. Bây giờ là sau ngày 14 tháng 12, tất cả những cái phiếu của Dân Chủ và của Cộng Hòa, đại cử tri đoàn đã đưa lên Quốc hội rồi. Chờ ngày 1 tháng, ngày 6 tháng 1 sẽ mở cái thùng phiếu ra. Trong khi đó là hiện tại đó, nói đúng nhất đó, là ông Joe Biden có 216 phiếu, là chắc chắn 100% là những tiểu bang xanh đã xanh rồi đó. Còn Tổng thống Donald Trump chắc chắn đã có 232 phiếu màu đỏ, 100%. Và còn 6 tiểu bang cộng với Nevada thì hiện tại thì 6 tiểu bang và xin lỗi New Mexico thì đảng Dân Chủ bầu cho đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa bầu cho đảng Cộng Hòa. Cái chuyện này chưa bao giờ xảy ra điều đó. Cho nên nếu mà tới khi mà ngày 6 tháng 1 đó mở ra thì hai thí dụ như ở Pennsylvania có 20 phiếu mấy ông đảng Dân Chủ bầu cho ông Joe Biden 20 phiếu, trong khi mấy ông Cộng Hòa bầu cho Tổng thống Donald Trump 20 phiếu là kể như là không thể giải quyết được, cho nên sẽ đưa qua Quốc hội quý vị nhé, để Chris giải thích để cho quý vị an tâm. Khi mà đưa qua Quốc hội đó, cái lúc này là lúc đảng Dân Chủ sợ nhất và không muốn nó xảy ra tới một cái step này, là tại vì khi mà qua Quốc hội giải quyết đó thì lưỡng viện là bên phía bên Tổng thống Donald Trump á, là phía bên Cộng Hòa là Thượng viện hiện tại là có 50 phiếu cộng với phiếu của Phó Tổng thống là 51 phiếu. Chưa kể nếu mà Georgia mà thắng 2 phiếu nữa là thành 53 phiếu. 53 phiếu. Trong khi đó ở bên Dân Chủ ở Thượng viện chỉ có 48 phiếu thôi. Đó. Mà nếu mà tất cả những người 53 phiếu đó bầu hết cho Tổng thống Donald Trump, thường thường là vậy. Là tổng thống thắng nha, thắng về cái ở phía bên thượng viện, bắt đầu xuống hạ viện. Hạ viện thì mỗi tiểu bang một phiếu thôi, cho dù Cali có 40 triệu dân cũng có một phiếu thôi, Connecticut hoặc là Delaware chỉ có 700.000 dân cũng có một phiếu đó, thì mỗi tiểu bang là một phiếu. Thì hiện tại thì đảng Cộng Hòa giành được nhiều tiểu bang nhưng mà nhiều tiểu bang nhỏ hơn cái chỗ đó, nhiều tiểu bang nhỏ là 31 tiểu bang nhỏ. Trong khi đó đảng Dân Chủ Hạ viện chỉ có 19 thôi. Mà nếu mà bầu ra đó thì 31 trên 19 thì nghĩ coi ai ai 26 phiếu là Cái đó thắng rồi. là chưa kể là trong 19 tiểu bang của đảng Dân Chủ đó, trước những cái vấn đề xảy ra về những cái stimulus check, về những cái gì đó, chưa chắc gì đó là họ dành cả lá phiếu đó cho ông Joe Đúng, DiMaggio. đúng. Vâng, và quý vị để Chris tiếp nữa nhé. Là nếu mà quốc hội rồi đó mà thì nếu mà qua quốc hội mà bầu á thì quốc hội 100% tổng thống Donald Trump sẽ thắng, tại vì thượng viện vẫn là hạ viện đều là cộng hòa hết mà đảng dân chủ chưa chịu thua nữa. Lúc này là lúc mà nó bắt đầu nó đang xáo trộn thì bắt đầu có quyền tổng thống dùng cái quyền của ông đó là tổng tư lệnh đưa quân đội vô giải quyết và có thể xóa bỏ hết cho bầu cử lại với điều kiện
quân đội sẽ là người kiểm soát thùng phiếu, quân đội sẽ là canh chừng và coi rõ từng lá phiếu, chứ không còn dân sự nữa. Mà nếu ai lúc đó mà lạng quạng là bắt bỏ tù liền. Lúc đó khi mà quân đội mà đã tham dự vào, đã dập cuộc rồi đó, thì bất cứ người dân sự nào mà hớ hé là bắt bỏ tù liền. Cho nên đó, ông Tổng thống Donald Trump đó, ông có nhiều cái lá bài chưa có được lật ngửa lên lắm quý vị, cho nên quý vị hãy yên chí, quý vị cầu nguyện. Cũng như là mình sao nói là trên đời này không có cái gì chắc chắn 100% ngoài cái sự chết và tax Uncle Sam thôi. Cho nên chúng ta không thể nói là chắc chắn 1000%, nhưng chúng ta phải dựa trên cái logic, dựa trên những cái bằng chứng, dựa trên cái luật pháp, hiến pháp mà 250 năm rồi ông cha của tổ tiên của người Hoa Kỳ đã lập ra, viết ra những cái hiến pháp này. Thì quý vị cứ yên chí và quý vị cầu nguyện đi, khi mà quý vị đặt cái niềm tin nên ông Tổng thống. Vâng, quý vị cứ chắc chắn 100%, quý vị hãy giữ niềm tin. Còn cái chuyện mà báo chí truyền thông từ của người Mỹ, báo chí truyền thông của Mỹ cho tới báo chí truyền thông của người Việt đó, có nói gì đó là chuyện quyền tự do của họ, ngôn luận mà họ nói láo, họ nói xạo là cái chuyện không có bị bắt ở tù. Cái vấn đề họ nói sai thì lâu ngày người ta quên họ nói lại. Chứ cái đó là cái chuyện mà chúng ta đã thấy quá nhiều ở cái quận Cam này. Quá nhiều cái đài đã cố tình bôi nhọ, chèm pha Tổng thống Donald Trump mà không biết cái lý do gì. Họ, những người làm truyền thông, Chris không có nghĩ là họ dốt nát, không có nghĩ họ ngu xuẩn, không nghĩ họ không có ăn có học. Vâng, có quý vị, nhưng mà họ không có lương tâm thôi, đơn giản vậy thôi. Chứ con người mà có lương tâm, người ta nhìn vào, họ không bao giờ họ nhìn thấy được là cái chuyện vô lý, là những cái thành tích trong 4 năm nay Tổng thống Donald Trump đem về cho cái quốc gia này. Cũng giống như đừng có nói cái vụ mà vaccine này đó, là Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống đã cực lực ngày đêm, và âm thầm nhất là Phó Tổng thống Mike Pence là đã cộng tác với Bộ Y tế và CDC để mà làm gì, để mà làm sao thúc đẩy ra cái vaccine cho kịp. Và Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là từ đây đến cuối năm có cái vaccine, kết cuộc đúng không, có vaccine rõ đó. Cái gì mà Tổng thống Donald Trump hứa chưa bao giờ sai, chưa bao giờ nuốt lời. Vâng, và bây giờ thì sao? Bây giờ khi mà có vaccine thì ông Joe Biden, ông nói ông sẽ là người trực tiếp giúp cho cái vaccine này tiêm mọi người. Anh thấy lấy công không? Cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Tổng thống Donald Trump làm không cần phải ai khen tặng. Cái điều quan trọng nhất là đem tới từng người dân có cơm no, áo ấm, hạnh phúc và sức khỏe lành mạnh. Vâng, chính xác. Cho nên quý vị thấy rằng là những cái lá phiếu cho ông Joe Biden đó, không có phải là tại vì trong 47 năm làm chính trị gia của ổng, sự nghiệp chính trị gia của ổng, ổng đã làm được cái gì cho nước Mỹ này quý vị. Ổng không có làm một cái gì hết ngoài nghĩa là lấp đầy cái tiền trong cái nhà băng của ổng, tại vì thằng con trai của ổng là Hunter Biden đã giao dịch với Ukraine, với Trung Cộng. Cho nên á, người ta bầu cái lá phiếu cho ông Joe Biden là tại sao? Tại vì người ta ghét Trump, là tại vì người ta bị nhồi sọ, người ta bị nghĩa là truyền thông báo chí họ vẽ một cái bức tranh của ông Donald Trump là một cái người kỳ thị, một cái người độc tài, một cái người nghĩa là không có đứng đắn, không có đạo đức, không có gì. Nhưng mà quý vị à, nếu mà quý vị nghĩ là quý vị là người có trí thức, có trình độ, hay là quý vị có chút lương tâm đó, thì quý vị thay vì quý vị dùng một cái sự hatred, một cái thành kiến của quý vị do một cái sự tuyên truyền, một cái sự tẩy não đó, thì quý vị hãy chịu khó research and đọc tất cả những cái tài liệu về ông Donald Trump đi quý vị. Thì quý vị sẽ thấy cái cuộc bầu cử này nếu mà chẳng may lọt vào tay của phía bên kia đó, thì quý vị sẽ không bao giờ thấy cái nước Cộng Hòa, cái nước Hoa Kỳ là một cái nước dân chủ nữa đâu quý vị. Vâng, không bao giờ thấy một cái đất nước Hoa Kỳ tự do và dân chủ nữa. Bây giờ mình chỉ cần nhìn hình ảnh thôi quý vị. Quý vị cứ nhìn hình ảnh đó nhé. Mình nói cộng đồng của chúng ta đi. Bao nhiêu người ra ủng hộ Tổng thống Donald Trump? Hầu như 80-90%. Khi nào có một cái rally nào, người Việt chúng ta ra
người người nhà nhà họ ra với một tâm lòng thấy háo hức, hào hứng, hùng khí đó, và luôn 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 đề cao tổng thống Donald Trump với cái ba chữ đơn giản lắm quý vị, USA. Quý vị thấy không, họ không nói là thần thánh gì hết, không nói là ông Trump này ông Trump nọ, mà luôn luôn đọc cái chữ USA. Thì tại sao tổng thống Donald Trump ông làm cho USA, tất cả những gì mà thuộc về USA là trên hết. Và trong cái USA đó có cộng đồng chúng ta, và trong cộng đồng chúng ta có từng gia đình người Việt tị nạn cộng sản. Quý vị có công nhận điều đó không? Vâng, thì bây giờ quý vị coi lại thì mỗi lần mà có bao nhiêu lần mà mình thấy người Việt ra làm rally cho ông Joe Biden, và trong khi đó quý vị lại nhìn ngược lại là đồng hương của chúng ta bây giờ không còn là đàn ông nữa, phụ nữ ra quá trời, mặc áo dài đẹp lắm, và ra đoàn người rất là dễ thương, và nhìn những cái em bé cho tới những chị, những thiếu nữ, những cô, những gì rất là đẹp, và họ cầm lá cờ cùng với cái hình ảnh của tổng thống Donald Trump. Tại sao như vậy? Tổng thống Donald Trump đã làm gì, đã cho mọi người thấy được là cái giá trị cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta mất tự do, mất đi quyền làm công dân để đi bỏ. Chúng ta không thể nào cái phiếu của chúng ta tự nhiên bị mất, và nó trong cái lá phiếu mà chúng ta bầu cho tổng thống Donald Trump không còn nữa. Quý vị có biết đâu, những cái mail đó, những cái phiếu mà mail đi đó, thì khi mà mail đi như vậy đó là biết sao không? Nó dục cái mail đó nó bỏ, nó cũng để cái tên, nó để tên sẵn, nó biết cái tên sẵn, và ở dưới đó trong cái chữ đó là Biden chứ không phải là còn cái mail chính đó quý vị thì dục thùng rác rồi. Cho nên ở tại Georgia và Michigan, ở trong cái kho kiếm được tới 4 cái kho, mỗi cái kho gần 300.000 phiếu blank, phiếu mới toanh, là nó in sẵn rồi đó. Thì quý vị thấy là đó cả một vấn đề. Tất cả những cái bằng chứng đó thì quý vị sẽ được, nghĩa là ông giám đốc Bộ An ninh là đưa lên hết, từ từ đưa lên hết quý vị. Cho nên chúng ta hãy vững niềm tin nha quý vị, và chắc chắn đừng bao giờ mà nghĩ tới chuyện mà buồn rầu, lo âu, hoặc là chúng ta thấy cảm thấy nó đau lòng khi mà nghe những cái điều nó tiêu cực của báo chí truyền thông. Không có, chuyện đó là chuyện của họ, không nói láo, không nói xạo, không ngụy tạo những cái tin tức fake news, thì họ không phải là truyền thông cánh tả, không phải là truyền thông của cánh tả của gốc Việt nữa đó, không phải là SBTN, không phải Lý Lồ Sài Gòn, không phải Sài Gòn TV, không phải là người Việt đó. Những con người đó là những con người lương tâm họ bỏ ở đâu không biết, họ chỉ cần biết làm gì mà có được quảng cáo, có tiền là họ làm thôi đó. Cho nên quý vị hãy để ý điều đó, và đó là mà chúng ta đã thấy rõ như vậy, và họ chỉ nói một chiều. Cho nên quý vị đừng nghe, nếu mà quý vị cảm thấy mà thấy khó chịu, quý vị tắt tivi. Quý vị cầu nguyện, tại vì cái cuộc chiến, mình phải dùng cái chữ là cái cuộc chiến nó đang xảy ra, nó đang diễn ra từng giờ từng phút, trong 1-2 tuần nữa, Chris Phan, trong cái mùa lễ này đó, thì quý vị cầu nguyện, tại vì lúc nào cũng vậy, nó cũng có phía chánh và tà. Bây giờ nó không còn là đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa nữa quý vị. Quý vị có thấy rõ, nó là một cái trận chiến giữa chính nghĩa và gian tà, và chúng ta phải cần cái sự trợ sức của thiêng liêng, của Thượng Đế, để giúp sức cho chúng ta và che chở cho vị lãnh đạo đất nước của chúng ta là ông Donald Trump. Vâng, nếu quý vị đã thấy được cái thành quả của Tổng thống Donald Trump đem lại cho chúng ta, bây giờ cứ chỉ nhắc sơ lại thôi nhé, một lần nữa, có nhiều người lâu quá rồi quên. Cái đầu tiên đó là Tổng thống Donald Trump đã vực dậy cái kinh tế mà lịch sử chưa đụng tới bao giờ. Và cái trước khi mà có cái Chinese virus đó, sự kiện Chinese virus, thì cái kinh tế của chúng ta nó lên tới 3.7, 3.8 GDP
đó, cái tổng sản lượng của chúng ta nó tăng lên, mà trong khi Obama là ông đã khích tướng, ông đã nói với ông Trump trước khi ông giao quyền, ông nói là ông chỉ có đũa thần thì nhiều lắm thì ông vực dậy 2 chấm thôi, nhưng mà đây đã lên tới 3.7 luôn đó, mà liên tục như vậy 4 năm, chưa tính là thị trường chứng khoán là lên bây giờ đó, bây giờ là trong cái mùa đại dịch này mà vẫn lên tới trên 30.000 điểm Dow Jones là cái chuyện chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ, chưa bao giờ đụng tới 20.000 Dow Jones, mà bây giờ, kể cả cái thời của Clinton là thời nó thịnh hành đó, mà bây giờ là trong thời gian Covid mà tại sao thị trường chứng khoán nó lên cao như vậy, là tại vì người ta có niềm tin, những cái người tài phiệt, những cái người mà đầu tư họ ta họ có niềm tin đối với người lãnh đạo. Và thất nghiệp thì quý vị đã thấy xuống rồi, hồi đó nó xuống từ bao nhiêu, dưới 3.5 là cái chuyện nó chạm tới đấy rồi. Một cái quốc gia mà kỹ nghệ như lớn nhất như Mỹ này mà chỉ có 3.5 là chuyện không có đâu, quý vị có thấy là tất cả rồi, quân đội thì thế nào. Và quý vị nhớ nha, thời của ông tổng thống Bush qua 2 cuộc chiến Iraq và Afghanistan đã làm chết trên 5.000 người. Tới phiên Obama ở bên Syria và Iraq chết 2.700 người. Tới phiên Tổng thống Donald Trump 4 năm nay 67 người mà chết vì accident. Mấy người lính đó, người lính là phục vụ ở bên Trung Đông đó, chết vì accident. Đó, vì tai nạn thôi chứ không phải vì chiến tranh. Tổng thống Trump không phải là người mà hiếu chiến. Chưa bao giờ, ông chưa bao giờ có một trận đánh nào hết. Nhưng mà tại sao lại cái khủng bố ISIS không còn trên trên thế giới này nữa, quý vị thấy không nè? Mà không tốn một Không tốn, quý vị qua bên 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 tới tới gần 20 năm, qua 3 thời tổng thống, 4 thời tổng thống, từ Bush cha cho tới Obama, quý vị có thấy là lãnh đạo của Bắc Hàn có sợ ai không? Không. Và cứ thử bom nguyên tử, thử đủ thứ hết, tới phiên thời của tổng thống Donald Trump thì không còn thử nữa. Và 8 năm của Obama tạo cơ hội cho tàu cộng xâm chiếm Biển Đông, tàn phá ở Biển Đông và xây lên 7 cái đảo nhân tạo và làm bá đạo ở trên Biển Đông. Trong khi đó 4 năm đây trở lại đây, tàu cộng không có dám làm đụng đẩy bất đầu phát triển gì, bất cứ quân sự gì ở tại Biển Đông hết. Và đó là chúng ta thấy cái oai, cái người lãnh đạo, người ta tổng thống Donald Trump đã giữ được cái an ninh của thế giới, giữ được an ninh của quốc gia, đó là những thành tích. Và chúng ta bây giờ nói thành tích nữa thì mình nói không hết đâu. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày vui. Và cái chương trình đây là bảo trợ bởi Expo Building Material do anh em của Vietstar cũng giống như là một số bạn đã dựng nên. Và quý vị nào mà cần bất cứ những cái có nhu cầu về remodel nhà cửa, sửa chữa nhà cửa, nhất là sửa bếp, sửa phòng tắm, sửa nhà, sửa hay là xây nhà phía sau nữa, add thêm phòng rồi đó. Bất cứ điều gì mà cần về những cái vật liệu xây dựng thì hãy gọi cho Chris đi nhé, 714-624-0606, 714-624-0606. Cảm ơn quý vị, chúc cho Sẽ quý vị có một ngày vui. nhiều cô muốn sửa bếp lắm đó Rồi, Michelle xin cảm ơn Chris Phan và rất vui trở lại chương trình với anh Chris Phan hôm nay và rất là vui nhớ quý vị khán thính giả là quý vị khán giả lắm. Nên hôm nay trở lại thăm quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả thật là bình an. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump và nước Mỹ, quê hương đất nước thứ hai của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều và hãy giữ gìn sức khỏe và đặt hết niềm tin, vững niềm tin cho vị lãnh đạo quốc gia của chúng ta nha quý vị nha. Vâng, Xin kính tuần chào tới quý vị. là Christmas rồi phải Dạ đúng không? rồi, chúc quý vị. Happy weekend. Dạ, chúc quý vị có, nếu mà mình sẽ không có trở lại để nói chuyện với quý vị thì chúc quý vị một cái mùa lễ Giáng sinh thật là bình an và chiến thắng nha quý vị nha. Chào chị vị. Mua vật liệu xây dựng ở đâu? Expo Building Material, một công ty đã phục vụ hơn 38 năm trong ngành. Muốn có một căn nhà đẹp, màu sắc, khang trang, mẫu mã tân thời, thích hợp cho nhiều trường hợp từ trong ra ngoài. Nhà bếp, phòng tắm, lò sưởi, patio, window, door, molding, plumbing, column. Có bán tất cả các đồ nghề, diamond, tool cho professional và home use. Có bán sink, kitchen, faucet, vanity.
có builder team và design in-house đến với Expo từ chất lượng, giá cả, mẫu mã 100% được bảo đảm. Xin liên lạc 714-533-9999. Xin liên lạc 714-533-9999.